Xin chào các bạn, ở trên màn hình này tôi có hình ảnh của một quả bóng golf. Và ở trên quả bóng golf này, các bạn hãy để ý cho tôi một điều như sau. Đó là chúng ta có các cái vết lõm hình tổ ong ở trên bề mặt của quả bóng golf. Thì vấn đề là khi chúng tôi đi thăm cái nhà quản lý, tức là cái nhà sản xuất cái quả bóng golf này, thì có một quả bóng golf trên cái bề mặt này, nó có một chút gọi là vết sờn, tức là không được nhẵn ở trên này. Thì ngay lập tức ấy, cái người công nhân đứng máy để sản xuất ra quả bóng này, người ta kết luận quả bóng này là NG và không thể xuất cho khách hàng. Vậy thì tôi chợt nhớ ra một điều rất thú vị ở trong quản lý chất lượng, đó chính là vết lõm tổ ong trên bề mặt bóng golf và chất lượng trong công đoạn. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu ấy, tại sao chúng ta cần phải có chất lượng trong công đoạn. Trước hết nha, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sự bay của một vật ở trong không khí. Điều đầu tiên này, các bạn biết rằng là gì? Chúng ta muốn quả bóng golf này mà bay được thì bạn phải có một lực tác động vào nó. Thì cái lực này sẽ xuất phát từ gậy đánh golf. Và khi bạn đánh vào quả bóng này, nó sẽ bay theo một quỹ đạo hình vòng cung. Và cuối cùng nó kết thúc tại vị trí B. Với vị trí ban đầu tôi gọi nó là A. Vậy thì bạn hãy tưởng tượng, theo như nghiên cứu khoa học, thì trong quá trình ấy, mà quả bóng đang bay ở trong không trung này, nó sẽ cần hai thứ lực. Một, đó là lực đẩy. Hai, đó là lực nâng. Như vậy với cái lực đẩy và lực nâng này mà nó cứ được duy trì mãi mãi, thì bạn hãy tưởng tượng quả bóng của chúng ta sẽ bay mãi mãi không dừng và không bao giờ rơi xuống cái mặt đất. Tuy nhiên trong vật lý rất là thú vị, để chống lại sự bay của quả bóng thì chúng ta lại có hai thứ lực khiến cho nó rơi xuống và dừng lại. Thứ nhất, đối ngược với cái lực này, chúng ta có một cái lực cản của không khí gọi là ma sát. Và thứ hai, để kéo quả bóng rơi xuống, chúng ta có một thứ lực khác gọi là lực hút của trái đất, gọi là trọng lực. Thì lúc đầu ấy, khi mà bạn tác động cái lực ban đầu rất lớn vào quả bóng, thì cái lực nâng và lực đẩy này nó rất lớn, nó khiến quả bóng của chúng ta là bay vút lên cao. Nhưng dần dần cái lực này nó bị tiêu hao giảm dần, bởi vì nó không tiếp tục được cung cấp lực, cho nên dẫn đến cái lực cản và lực hút là trở nên thắng thế. Nó khiến cho quả bóng này dần dần nó rơi xuống tại vị trí B. Đấy là lý do vì sao bạn lại nhìn thấy cái quỹ đạo của quả bóng này nó sẽ có hình vòng cung. Do đó, để chống lại sự rơi này và sự bay chậm lại của quả bóng, thì các nhà khoa học đã rất là tốn công sức và nhiều tiền bạc để nghiên cứu. Cuối cùng họ mới phát hiện ra là gì? À, nếu mình tạo vết lõm tổ ong trên bề mặt của quả bóng golf thì nó sẽ bay được xa hơn. Để hiểu rõ hơn điều này, chúng ta sẽ cùng nhau đi so sánh. Giả sử ở trên này chúng ta có một quả bóng golf là không có vết lõm và quả bóng golf có vết lõm. Thì bạn hãy tưởng tượng khi lực của không khí đến đây bị quả bóng này chặn lại đó, thì không khí chúng ta sẽ bị chẻ ra làm hai phần là phần không khí ở phía trên và ở phía dưới. Thế thì ở phía sau quả bóng này nó sẽ tạo ra một vùng không khí. Cái này các nhà khoa học gọi nó là không khí bị nhiễu động. Và tác dụng lớn nhất của cái không khí bị nhiễu động này là gì? Nó làm cho quả bóng của chúng ta chậm lại đấy và rơi xuống. Tuy nhiên ấy, hiện tượng thú vị xảy ra tại quả bóng golf có vết lõm trên bề mặt, đó là phần không khí này của chúng ta cũng bị chia ra đó, hợp lại phía sau. Và cuối cùng ở phía sau nó hiển nhiên là vẫn phải có cái vùng nhiễu động không khí này. Thì vì có các vết lõm này, nó tạo ra một thứ rất là hay, đó là rất nhiều không khí là gì đi qua các vết lõm này. Cuối cùng vô hình chung ấy, nó tạo ra cho chúng ta một cái màn không khí ở phía ngoài quả bóng này.
và cái phần không khí này nó lấp đầy vào các cái vết lõm này. Kết quả là gì? Nó tạo ra một hiện tượng thú vị, đó chính là cái vùng nhiễu động ở phía sau nó có diện tích là nhỏ hơn so với lại quả bóng không có vết lõm ở trên bề mặt. Giả sử ở phía trên của chúng ta sẽ là x thì ở phía dưới nó chỉ là x trên 2, tức là nhỏ hơn. Vì thế theo như nghiên cứu khoa học thì tại cùng một vị trí xuất phát, quả bóng mà có vết lõm nó sẽ rơi tại vị trí này, nhưng quả bóng mà không có vết lõm ấy, nó cũng bay nhưng nó chỉ rơi tại vị trí này. Và hiển nhiên ấy, người ta đã kết luận là gì? Cái khoảng cách từ A đến B thì bằng 2 lần khoảng cách từ A đến C. Đấy là lý do vì sao quả bóng côn của chúng ta lại phải có vết lõm hình tổ ong. Và đó là lý do vì sao trên cái vết lõm này, cái sản phẩm này có một tí ba vì ở đấy rồi, là người ta đánh giá sản phẩm bằng NG và không đề xuất cho khách hàng cuối cùng. Đấy là lý do vì sao chúng ta phải kiểm soát chất lượng của sản phẩm trong công đoạn, tránh lọt lỗi. Bởi vì những cái lỗi mà chúng ta hình dung rất đơn giản thôi, nó chỉ là lỗi ngoại quan đúng không? Nhưng trường hợp này nó là một quả bóng golf, cho nên nó ảnh hưởng đến cái tính năng của sản phẩm. Như vậy câu hỏi của chúng ta là gì? Để tạo ra vết lõm này, người ta tạo ra nó như thế nào? Đấy. Cái lúc đầu tôi không biết này. Rồi dần dần tôi cũng tìm hiểu được. Để tạo ra được vết lõm ở trên quả bóng golf, người ta sẽ sử dụng khuôn các bạn ạ. Khuôn thì chúng ta sẽ có hai phần khuôn đấy, là khuôn trên và khuôn dưới. Thì ở trên bề mặt khuôn này nó sẽ có các cái vết lồi lên, bởi vì trên khuôn lồi lên thì trên bóng sẽ lõm đi. Vậy tiếp tục câu chuyện của chúng ta nhé, là khi chúng ta đánh giá ở trên bề mặt của quả bóng này có ba vía, tức là vẻ nhựa, thì người ta đã đánh giá nghiên cứu lại cái khuôn này và người ta phát hiện ra là gì? À, hóa ra là có một vết lõm ở trên khuôn này, nó bị rỉ sét, dẫn đến người ta tiếp tục truy xuất và người ta phát hiện ra là cái công đoạn mà bảo dưỡng của cái khuôn này là không tốt, đó, nó đã bị rò rỉ nước mà, cho nên ấy, cái nước này nó đã ăn mòn được khuôn. Và bởi vì cái bề mặt khuôn này người ta sản xuất xong cái lót lần đầu, người ta đã không bảo quản nó, cho nên tiếp xúc với bề mặt nước và nó đã bị ăn mòn do nó bị rỉ sét. Sau đó trong tất cả các công việc chúng ta cần phải đảm bảo một thứ, đó là chất lượng trong công đoạn. Vì nếu bạn không đảm bảo được chất lượng trong công đoạn thì bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian để có thể sàng lọc ra những sản phẩm tốt, hoặc là tốn rất nhiều thời gian để sửa chữa sản phẩm. Cho nên cái chất lượng trong công đoạn này nó sẽ tạo ra một thứ lãng phí ở trong sản xuất, gọi là lãng phí do sản phẩm bị lỗi. Vậy cái lãng phí này là gì thì tôi sẽ chia sẻ trong một bài giảng khác. Tóm lại, ở trong bài hôm nay chúng ta đã đi tìm hiểu được vết lõm tổ ong trên bề mặt quả bóng golf và lý do tại sao chúng ta phải nhận thức được về chất lượng trong công đoạn. Ok, xin cảm ơn các bạn.